Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có khoảng tầm 100 bình thuốc để phun xịt cho cây hành to thân mập cọng nở bụi. Cái số này sẽ đi về Khánh Hòa để làm việc với cái ruộng hành nhé. Và đây là cái gói 3311 này, kết hợp cùng với cái viên này. Một viên với hai cái gói này các anh chị pha được khoảng tầm 40 lít nước nhé, để phun xịt cho hành trong cái thời điểm mà sinh trưởng phát triển, hoặc sau khi mình gieo trồng xong khoảng tầm 3 đến 5 ngày trở lên là mình phun xịt vào để cho nó giúp to thân mập cọng, cho hành nó lớn nhanh và nó đẹp lá, đẹp cây, nở bụi, giúp cho cây ra rễ tốt nữa nhé. Cái này thì nó sẽ có tác dụng rất là nhanh ngay sau khi phun xịt. Các anh chị sẽ nhìn thấy rất là rõ, sau khoảng tầm vài ngày phun xịt là các anh chị đã thấy sự khác biệt rồi nhé. Với cây hành thì em còn có thêm cả cái loại thuốc trị cỏ phun xịt chùm lên trên cây hành để trừ cỏ trong ruộng hành đây nữa nhé. Một chai này thì nó pha được khoảng từ 2 đến 3 bình đeo lưng này. Với cái thuốc mà to thân mập cọng nở bụi cho hành này ấy, thì các anh chị sẽ sử dụng, nếu bình 20 lít nhé, các anh chị dùng một nửa viên này với một gói này cho một bình 20 lít này. Còn nếu mà sử dụng phi, loại phi 200 lít ấy, thì các anh chị sẽ dùng khoảng 5 viên này cho một phi, 5 viên kết hợp với 10 gói này, dùng một phi 200 lít nhé, để phun xịt cho hành trong cái thời điểm mà sinh trưởng phát triển nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.